Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích Bitcoin và anh coi theo Movement Fraction. Trong tuần vừa qua thì chuyển động giá trên thị trường cryptocurrency phần lớn chỉ là đi ngang thôi anh chị. Cho nên chúng ta cùng cập nhật xem trên thị trường có những cái biến động gì mới. Và nếu mà có cơ hội nào giao dịch hay không thì chúng ta cùng vào vị thế. Chúng ta cùng đi vào video thôi. Ok, trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm bên dưới cái video này hoặc là bất kỳ cái thị trường nào mà anh chị cần phân tích nha, cũng như là xem lại cái video ngày hôm qua Hoài mới lên. Đó là cái bài số 4 trong series Nắm Rõ Fraction. Trong video đó Hoài sẽ thực chiến nhận định hành động giá, phân tích câu chuyện thị trường qua từng thanh nến. Anh chị cùng xem lại nha. Chúng ta cùng đi vào cái video ngày hôm nay, đó là Bitcoin. Đấy, phân tích Bitcoin. Chúng ta cùng nhìn vào biểu đồ Bitcoin anh chị. Đấy, cái câu chuyện tổng quan giống như Hòa đã nói trong cái video nắm trọn Fraction hôm qua, đó là mình phải nắm được cái câu chuyện tổng quan trên thị trường trước. Từ cái câu chuyện đó mình hiểu câu chuyện rồi tới khi mà cái phương pháp chủ đạo của chúng ta nó cho ra một thiết lập giao dịch thì lúc đó chúng ta mới vào lệnh, chứ chúng ta không phải là chúng ta vào lệnh một cách máy móc và không phải lúc nào cũng cố gắng tìm kiếm những cái tín hiệu vào lệnh đó. Ok, với Bitcoin chúng ta thấy cái câu chuyện của Bitcoin đơn giản là nó đang nằm bên trong một giai đoạn đi ngang, được định hình bên trong một chiếc hộp. Và nó đã được hình thành từ cái giai đoạn là khoảng ngày 8 tháng 11 cho tới khoảng ngày hôm nay, đó là gần 2 tháng trời. Và như vậy, chúng ta thấy trong suốt giai đoạn gần 2 tháng này là Bitcoin nó chỉ di chuyển trong một chiếc hộp và có một cái biên độ rất là thấp. Nó có một biên độ rất là thấp. Có thể nói là cái độ biến động nó rất là thấp so với cái giai đoạn mà khoảng giai đoạn là từ khoảng ngày 8 cho tới ngày 10. Chỉ trong 2 ngày thôi mà cái biên độ nó lớn hơn rất nhiều lần so với cái biên độ của Bitcoin di chuyển trong suốt 2 tháng qua. Đây là cái đặc trưng rất là rõ ràng của thị trường bear market anh chị. Đây là thị trường bear market, là thị trường gấu, thị trường giảm giá dài hạn của Bitcoin. Đó, nó được đặc trưng bởi cái dấu hiệu đó là sau một đợt giảm giá, anh chị để ý nè. Sau một đợt giảm giá dài thì Bitcoin lại rơi sang một giai đoạn đi ngang có biên độ ngắn. Tiếp tục sau một đợt giảm giá dài thì Bitcoin lại rơi sang một giai đoạn đi ngang có biên độ ngắn. Vậy để ý ha. Đây. Đây ví dụ như chỗ này là một đoạn giảm giá dài nè. Đây là một đoạn giảm giá dài nè. Đó. Sau một đoạn giảm giá dài thì Bitcoin lại chuyển sang giai đoạn đi ngang. Đi ngang. Rồi tiếp tục lại dẫn tới một đoạn giảm giá dài. Rồi nó lại đi ngang. Sau đó là một đoạn giảm giá dài, xong nó lại đi ngang nhỏ. Đó. Trong suốt giai đoạn đi ngang này rất là dài chị. Trong suốt cái ô này nè. Đó là từ khoảng tháng 6 cho tới hết tới tháng 11 luôn. Thì nó đi ngang. Rồi sau đó nó giảm một đợt chỉ trong vòng 2 ngày thôi thì bây giờ nó lại đi ngang. Giờ lại đi ngang. Thì đây là đặc trưng rất rõ ràng của thị trường bear market. Và anh chị để ý có một cái điều rất là thú vị. Đó là những cái đợt giảm đầu tiên của thị trường bear market thì nó lại giảm rất là lớn. Nó đợt đầu tiên là giảm từ tới hơn 70.000 giảm xuống tới 32.000, tức là nó giảm một cái đợt rất là dài, rồi nó lại đi ngang. Rồi sau đó cái đợt giảm thứ hai là nó giảm ngắn hơn một chút xíu, là từ khoảng 40.000 giảm xuống còn 28.000, để mình đo thử phần trăm còn khoảng bao nhiêu ha. Đây, cái đợt này là nó giảm từ đỉnh nè, có thể coi đây là quy mô sóng giảm của nó đi. Đấy, xuống dưới đây là 50%. Đợt thứ hai là giảm từ đỉnh này xuống tới đỉnh này là 42%. 42%. Bắt đầu là cái con sóng giảm nó ngắn hơn. Rồi bắt đầu mình đo từ cái đợt này xuống tới cái đợt này là đấy là khoảng 44-45%, 44-45%. Là vẫn còn chưa có một cái sự ngắn hơn nhiều lắm. Nhưng mà mình coi thử xuống dưới này. Đấy, sóng giảm này chỉ còn 24% thôi, 24%. Rồi sóng giảm gần nhất là từ đỉnh này, đỉnh này cho tới xuống đáy này chỉ còn 27%. Tức là anh chị thấy về dài hạn những cái đợt giảm giá của Bitcoin á, nó càng ngày nó càng bớt đi. Lúc đầu á, thì có thể giảm xuống 5-50%, 40%, bắt đầu giờ giảm dần dần xuống chỉ còn 20%, và tới thời điểm hiện tại á, cái con sóng giảm gần nhất của nó chỉ có khoảng là 20-24% mà thôi. Đó, điều đó cho thấy là cái lực bán mặc dù là ngay từ thời điểm đầu tiên nó còn rất là mạnh, nhưng tới thời điểm hiện tại là cái lực bán nó càng cạn kiệt rồi, càng ngày càng cạn kiệt. Như vậy đây là một dấu hiệu cho thấy sự cạn kiệt của nguồn cung, nó không còn đủ lực bán nhằm mạnh như ban đầu nữa. Bởi vì ban đầu là
giá nó đang còn nằm ở mức rất là cao, 64.000 gần 70.000. Đó. Thì cái lực bán khống nó sẽ khiến cho giá giảm rất là mạnh mẽ. Còn tới thời điểm hiện tại giá nó đã đang rất là thấp rồi. Dưới mức 20.000 là anh chị bây giờ chỉ còn có 16.800 thôi. So với mức đỉnh thì Bitcoin nó đã giảm rất là nhiều, hơn 80% rồi. Cho nên bây giờ họ có thể nhận định, đưa ra một nhận định đơn giản, là về mặt hành động giá ngắn hạn thì Bitcoin theo Bobman Russian là Bitcoin đã đang di chuyển bên trong một chiếc hộp đi ngang. Nhưng mà về mặt trung hạn và dài hạn, khi mà chúng ta đánh giá nguyên một cái chặng đường dài, giảm dài của Bitcoin từ đầu 2022 cho tới nay, thì cái lực bán, cái lực cung càng ngày nó càng yếu dần. Và thời điểm hiện tại có thể là một cái thời điểm accumulation, tức là một cái giai đoạn tích lũy, và cái giai đoạn tích lũy này nó có thể dẫn tới một cái cú hồi phục. Và nếu mà cú hồi phục đó đủ mạnh và khiến cho Bitcoin rơi vào cái giai đoạn tăng trưởng, thì lúc đó là mùa bull market sẽ tới. Đó là cái nhận định của Hoài. Thời điểm hiện tại là nó đang rơi vào trong giai đoạn accumulation nha. Nhưng mà mình không biết là cái giai đoạn accumulation đó nó kéo dài bao lâu và khi nào thì nó kết thúc và chuyển sang một cái giai đoạn tăng giá. Ở đây Hoài chỉ đơn giản đưa ra một nhận định là nó đang ở trong một giai đoạn tích lũy, cho thấy là cái volume nó rất là thấp. Volume rất là thấp và cái độ biến động cực kỳ thấp. Cái độ di chuyển nó thấp tới mức mà không thể nào, gần như không thể nào trade được. Trên khung thời gian D1 á, trade coin mà trên khung thời gian D1 thời điểm hiện tại nó mang tính rất là hên xui, bởi vì những con sóng giá nó di chuyển không đủ dài để mà cho chúng ta kiếm được một mức lợi nhuận có ý nghĩa. Do đó thời điểm hiện tại nếu bạn chỉ muốn trade coin thì Hoài nghĩ anh chị nên vào những khung thấp hơn như là H4. Hoài vẫn phân tích những cái đồng coin trên khung thời gian H4 hàng tuần. Nhưng mà trên D1 thì bây giờ trade H4 mà để mà bán khống thì cũng không có lợi thế cao lắm. Hoặc là mình có thể lướt sóng một vài lệnh với một cái mức risk thấp hơn, giảm 1/2 vị thế trở lại. Ở đây Hoài không đưa ra dự đoán là cái giai đoạn bear market, giai đoạn mà accumulation nó tích lũy kéo dài bao lâu nha. Nó kéo dài bao lâu mình không biết, vấn đề thật sự là không biết, không ai biết cả. Anh chị có thể xem bất kỳ những nhận định gì đó, nhận định on-chain, phân tích Bitcoin, mà phân tích chu kỳ, rồi phân tích Fibonacci, đủ thứ loại phân tích trên trời dưới đất. Nhưng làm ơn đừng bao giờ tin quá nhiều vào bất kỳ một phân tích nào hết. Anh chị nhớ điều đó. Không có một cái phân tích nào có thể nói là đúng hoàn toàn 100% cả. Cho nên mình trade ở đây tức là mình có một thiết lập giao dịch, mình vào lệnh theo đúng thiết lập đó. Thì về dài hạn á, mình cứ lặp đi lặp lại cái quy trình mà vào lệnh theo cái thiết lập đó thì khả năng mình sẽ kiếm được lời. Cái đó là cái cách kiếm lời của trade. Còn cái cách kiếm lời mà theo cái dự đoán là khi nào Bitcoin giảm tới đâu, rồi khi nào nó tăng trở lại, rồi bắt đầu tới lúc này là mình gom hàng được chưa, hay là mua Bitcoin theo cái kiểu đó, là về dài hạn khả năng cao sẽ chỉ là lỗ. Bởi vì nó không dựa trên một cái lợi thế nào cả, nó không dựa trên một cái bộ nguyên tắc nào mà nó có khả năng phát huy lợi thế trong dài hạn. Nó chỉ dựa trên, đơn giản là dựa trên những phỏng đoán của anh chị mà thôi. Và phỏng đoán thì làm gì mà có lợi thế, đúng không ạ? Phỏng đoán không bao giờ có lợi thế. Đó. Cho nên bây giờ nếu mà để Bitcoin tăng trở lại, ít nhất cái mà họ cần thấy trên biểu đồ là nó phải vượt lên trên đường trung bình. Đó. Nó vượt lên trên đường bình. Nó có thể tích lũy như thế nào đó, nó có thể, và nó phải ép lên trên đường biên trên hộp. Và có một cú phá vỡ lên trên hộp như thế này. Đó. Chỉ khi nào mà nó hoàn tất giai đoạn nén với đường biên trên hộp, đường biên trên hộp, và thực sự nén rất là chặt, thỏa mãn những cái điều kiện theo một thiết lập phá vỡ đường kháng cự của Bobman, thì Hoài mới vào một cái vị thế buy stop phía trên đỉnh, dừng lỗ phía dưới đáy cộng nến, và phải đảm bảo với cái điều kiện đó là cái khoảng cách stop loss này nó vừa đủ nhỏ để cho nếu mà giá di chuyển một đoạn thì Hoài đã ít nhất đã có một phần lợi nhuận rồi. Bởi vì stop loss rộng thì di chuyển, giá phải di chuyển rất xa chúng ta mới có được mức lợi nhuận tiềm năng. Đó là tư duy của một trader, anh chị. Tư duy một trader là khi thị trường nó phải rơi vào một cái trạng thái thực sự là thuận lợi, tiếng Anh gọi là favorable, thực sự thuận lợi, vào một vị thế, một mức stop loss nhỏ và một mức chốt lời xa. Đó, rơi vào trạng thái đó thì mình mới vào lệnh, chứ không phải là mình mua lúc Bitcoin lúc này mình hy vọng là giá tăng trở lại. Đó là cách trade của một con bạc, anh chị ạ. Đấy. Thì nếu mà anh chị muốn học sâu hơn, học kỹ hơn về cái cách trade của Hoài theo những thiết lập của Bobman Production, thì anh chị có thể đăng ký khóa học Production thực chiến, hãy để trong link phần mô tả và comment đầu tiên, bấm vào link đó để được tư vấn nha. Ok.
À, và một cái đặc biệt nữa là sau khi anh chị học 10 buổi của Hoài thì anh chị có thể được Hoài đồng hành và hướng dẫn kèm cặp trong vòng suốt một năm sau đó, một năm coi như là bảo hành cho anh chị một năm đó. Ok, thì đó, cách chơi của Price and Trader không phải là vào lệnh xong rồi hy vọng anh chị, phải có một dấu hiệu thực sự xác nhận thị trường nó đã có một sự xác nhận thì mới vào lệnh, chứ không phải là vào lệnh xong rồi hy vọng đó nha. Đấy, Bitcoin là như vậy. Hiện tại thì Hoài vẽ như thế này thì nó mang tính chất hơi vẽ đường cho hươu chạy rồi, bởi vì tạm thời nó thậm chí nó còn chưa vượt lên đường đường trung bình nữa, mà nó còn đang nằm thấp hơn dưới đường trung bình. Cho nên bây giờ chúng ta cứ phỏng đoán thoải mái, nhưng mà đừng có all in, đừng có vào lệnh dựa trên những phỏng đoán đó. Mình vào lệnh dựa trên những tín hiệu xác nhận của thị trường. Đó là Bitcoin anh chị. Xem phân tích cho đã, rốt cuộc không đưa ra dự đoán gì hết. Hy vọng là anh chị không thất vọng vì những cái bài phân tích mà không có một chút dự đoán nào của Hoài. Ok. Với hàng Ethereum thì anh chị có thể vào một lệnh bán khống. À, ở đây Hoài thấy có một cái kèo giao dịch có một tỷ lệ risk reward chấp nhận được để mình có thể vào. Giá đang rớt xuống đường trung bình, giao dịch bên dưới đường trung bình và hoàn thành cú nén với đường xu hướng. Hoàn thành cú nén với đường xu hướng. Bây giờ chỉ cần giá đóng cửa, thanh nến hiện tại đóng cửa, hoặc là anh chị có thể vào trước luôn cũng được. Vào trước, stop stop loss mình để phía trên đỉnh cái thanh pin 3 này, entry mình để dưới đáy cái thanh pin 3, vậy đây là quanh khoảng 1171. Chốt lời mình để ít nhất là mình để dưới khoảng 1075, bởi vì mình đây chính là phần biên dưới của cái hộp, thì khi giá rớt xuống dưới đây ít nhất mình phải có được 2R, 2,5R gì đó, mình có một chút lợi nhuận rồi. Đây là kèo sell Ethereum theo thiết lập bán, theo thiết lập là cú nén với đường xu hướng. Rồi bây giờ với Litecoin thì tuần vừa rồi Hải đã vào được một cái lệnh Litecoin ngay tại đây. Bán khống khi giá hoàn tất cú nén với đường hỗ trợ, chính là cái đường biên dưới hộp như thế này. Hoài thấy có một sự đồng thời phá vỡ đường EMA, đã phá vỡ đường hỗ trợ rồi, bây giờ mình sell dưới đáy, sell stop dưới đáy. Thì bây giờ nó có thêm một sự phá vỡ nữa là phá luôn cái thanh nến này, thì nó có thể tạo ra một cái giai đoạn giảm giá. Đó là cách chơi của một breakout trader. Thời điểm hiện tại thì Hoài vẫn kỳ vọng là Litecoin nó sẽ còn có khả năng giá giảm tiếp sau một giai đoạn tích lũy, cho nên Hoài dời stop loss xuống đường đỏ này để bảo toàn một phần cái lợi nhuận nhỏ thôi, là một phần lợi nhuận nhỏ. Nếu mà nó có nhiều dấu hiệu hơn thì Hoài có thể dời stop loss lại xuống. Tạm thời thì dời tới đây thôi. Uni nha anh chị. Rồi Uni. Uni là một cái đồng coin mà Hoài đã chờ bán trong cái tuần vừa rồi, chờ bán khống trong tuần vừa rồi, nhưng mà cái giai đoạn nén của nó vẫn chưa được chặt chẽ lắm. Mà chị thấy cái giai đoạn nén của nó nằm quanh khu vực này, đây chính là cú nén với đường hỗ trợ đường biên dưới hợp. Anh chị thấy nó còn khoảng trống bên trên rất nhiều nè, còn khoảng trống. Thì khi mà mình sell stop dưới đây thì một cái cách đặt dừng lỗ, một cách là đơn giản nhất là mình đặt stop loss ở trên này, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà khi mà ở phía trên này nó còn quá nhiều khoảng trống như thế này thì cái mức thanh khoản ở trên này rất cao, và đây là những miếng mồi ngon cho những con cá mập quét cái đuôi giá lên trên, đẩy giá tăng lên trên để quét stop loss của mình, rồi sau đó nó mới giảm tiếp. Thì mình muốn tránh cái trường hợp đó xảy ra, bằng cách là mình đợi cho nó không còn khoảng trống nữa, đợi cho nó né thật là chặt đi, đúng không ạ? Mình đợi cho nó né chặt hơn, và khi mà đường EMA nó tiến xuống sát như vậy rồi, đường EMA nó ở trên, bây giờ nó tiến xuống sát thì đâu còn khoảng trống nữa đâu, mình đặt phía trên như thế này rất an toàn, rất khó bị quét. Và nếu mà giá đã tăng lên được tới đây thì khả năng cao là cái kèo của mình đã sai và thị trường nó sẽ tăng tiếp thật, chứ không phải là bị quét một cách ngẫu nhiên nữa. Đó là cách chơi nha anh chị, đó là cách chơi. Ok, mình chờ thêm. Neo thì tuần vừa rồi họ đã bày cho anh chị cách sell, đó là mình lúc đó là giá đã phá vỡ xuống đường xu hướng rồi. Nhưng mà mình không sell ngay. Bởi vì nếu mình sell ngay tại đây, khu vực này, stop loss bắt buộc mình phải đặt chỗ nào? Phải đặt phía trên này. Đó, stop loss nó xa như vậy thì rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ là giá nó phải chạy một đoạn rất là xa thì nó mới đạt được một cái yêu cầu lợi nhuận risk reward tối thiểu là từ 2R đến 3R của chúng ta. Cho nên tội gì mình phải sell với một stop loss xa như vậy, mình phải có thể đợi, hay mình có thể đợi một giai đoạn nén mới. Đấy, đây có thể là một giai đoạn nén với đường xu hướng, Rồi bây giờ nếu mà nó nén chặt hơn như thế này thì khi mà nó break xuống, mình sell tại đây thì stop loss mình chỉ cần đặt nhỏ nhỏ phía trên thôi. Chút xíu vậy thôi là đủ rồi, và giá chỉ cần đi một đoạn nhỏ thôi là nó đạt lợi nhuận từ 2 đến 3R của mình rồi. Đó là cách
cách chơi anh chị. Chơi một cái game mà mình phải có lợi thế. Mình biết là mình đang nắm cửa trên, mình ăn thì mình sẽ ăn nhiều, nhưng mà mình thua thì mình sẽ thua nhỏ. Đó mới là cách chơi, chứ không phải là cứ thấy nó giảm là sell. Không nên như vậy, không nên như vậy. Cuối cùng là ma tích. Bây giờ với ma tích thì cái giai đoạn nén nó cũng giống như thằng Uni hồi nãy. Đúng rồi, nó cũng giống như thằng Uni hồi nãy. Nó có một giai đoạn nén, nhưng mà phía trên nó còn rất nhiều khoảng trống. Cho nên bây giờ mình không thể nào mình sell được. Mình chờ cho cái giai đoạn nén nó chặt chẽ hơn. Rồi, sau đó mình sell. Còn đồng coin nào nữa không ạ? Không ạ. Rồi, trên đây là cái video phân tích Bitcoin và altcoin theo Bob Van Brunson. Anh chị muốn được đào tạo cách chơi cả chơi coin nè, chơi forex nè, chơi vàng nè, rồi chơi chứng khoán Mỹ cũng như là chứng khoán Việt Nam luôn cũng được. Chứng khoán Việt Nam cũng có thể áp dụng được phương pháp Bob Van Brunson. Bởi vì Brunson chính là hành động giá, mà thị trường nào mà chả có hành động giá, đúng không ạ? Bất kỳ thị trường nào cũng có hành động giá, và chỉ cần có hành động giá là chúng ta có thể chơi được thôi. Đó. Chúng ta không có nên giới hạn chúng ta ở bất kỳ một cái thị trường nào hết, bởi vì cái nguyên tắc hành vi giá là những cái nguyên tắc universal, tức là những nguyên tắc nó bất biến và nó đúng với mọi thị trường cũng như là đúng với mọi khung thời gian, rất là đa dụng. Chị có thể bấm vào cái link phần mô tả cũng như là comment đầu tiên để được tư vấn về khóa học Brunson thực chiến của Hai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video ngày mai. Xin chào.